Rồi chào anh em ha. Tối lên làm xàm tiếp anh em ơi. Cho có clip rồi chơi. Anh em tham khảo cách nuôi chơi. Anh em hỏi mình á, gà ức cu tai cục. Lườn cục á, thì cái lườn cục hay lườn dài gì đó thì nó không có, chỉ cái vấn đề ức cu là nó, anh em nhìn nó cái này mới biết. Chứ cái lườn cục á, con gà ức cu á là cái đầu bò nó dữ lắm, anh hiểu không? Con gà cu á tai găng lực thì cái đầu bò nó với cái bo của nó tốt hơn con gà tai 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 xương nha. Mình nói cái này tham khảo chơi thôi, còn mà đúng như cái đầu bò á chỉ có con gà lườn tàu, lườn tàu đầu bò là khỏi chơi. Nếu đúng như gà lườn tàu á là cái lượng nó phải cong hơi vậy nè, anh hiểu không? Nó hơi cong vậy nè, nó dài ra gần đựng gần đục cái ghim đó mới đúng là con gà lườn tàu. Nhưng mà con gà lườn tàu nuôi không bao giờ cái tay nó tròn như con ức cu, anh em hiểu không? Nó chỉ phân biệt là trên lưng, mình chia sẻ nhiều lúc trước á, vuốt cái lưng con gà từ trên lưng dài xuống tới gần hồ cầu, cái hông của nó nở nở dày là con gà nó là nó tốt rồi đó. Chứ cái lượng mà kêu mà cầm nuôi chợ nuôi hoài sao con gà tay nó không được, không 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 tròn, không tròn. Tới giờ nuôi đại nó tròn là gà mập lù rồi đó, nó tròn đâu cũng tròn, mập đít luôn rồi. Mà cái lượng cũng vậy á, đít nó mập mỡ luôn á, như gà mái đẻ vậy đó. Mà cái lượng nó cứ vậy hoài, anh hiểu không? Chỉ là cái anh em dập tới cánh lên nha, không bị nè, dập tới cánh lên giờ cái nách của nó mà da nó căng ra đó là con gà anh em da là đã giờ nó tốt rồi. Còn con gà mà tay nó mỏng á, là em dạch cái cánh nó lên, anh vợ nó nắp nó rồi da nó nhăn 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 lắm trên đó là gà dấu hiệu là con gà chưa có tốt. Con gà mà tốt, tay tốt rồi, nuôi đủ pin đủ bo rồi ha, lực cái răng rồi đó, dạch cái lườn tàu lườn những bé cứ dạch cái cánh lên dòm cái nắp của nó da nó căng rồi ok đó. Mình chỉ anh em á, vuốt cái lưng cho vuốt xuống cái hông nó bự, cái hông nở, dạch cái cánh nó gà dòm hai cái da cánh của nó, cái da cái nắp của nó đó căng gà đã đủ lực rồi đó. Chứ mà nuôi cái tay người ta xương nuôi hoài luôn nó cũng vậy hà, anh hiểu không? Vậy anh em cứ hỏi hoài đó, con gà mà tay xương tay nuôi hoài nó không lên. Chứ ra mình bắt con gà về mình cân ký trước, đầu tiên em bắt gà vô anh em cân ký trước con gà của anh em là mấy ký, mình nuôi lên mấy trăm gram, rồi bắt đầu mình nhìn con gà cái vai của nó nở ra với cái lưng của nó, cái hông của nó bóp xuống vậy nè, nó căng bự ra hai cái hông bự gì nè là con gà nó tốt rồi đó. Dạch cái nách nó lên nhìn nữa đó, giờ chỉ cái dạch cái nách nữa đó, da nó căng ra là anh em biết con gà nó tốt rồi đó. Chứ không phải nuôi hoài gà nó không có mập gì, thực ra con gà nó lên dữ lắm rồi anh em. Cũng như cái dáng con gà anh em là nó phải 2,8, mà con gà anh em bắt vô với còn 2,5 thôi, phải nuôi lên 300 gram nữa nó mới chuẩn con gà nha, nó mới chuẩn đó. Còn gà ức cu anh em nói là ức cu mà lườn cục đá vô đậu bò nó không tốt thì không, ức cu với hiện phải, nếu mà ức cu á là cái tay cái lượng nó anh em cầm con khúc à, nó xa cái ghim con gà là hai cái gần cái gần cái đít con gà đó, đít con gà mới tới cái ghim dưới này. Mà mình chia sẻ chỉ cho anh em, cái hai cái ghim là hai cái xương nó vậy nè, hai chân chậu đó, không nó đứng, câu vô vậy nè, thì nó câu vô như vậy đúng không? Cái lượng nó phải nằm tới đây, nó hở nó cách khoảng chừng 3 phân, nhiều con nó dài á 3 phân 2,5 phân là gần đụng cái ghim luôn á đó. Đó là kêu tay dài ức cô bên em cầm vô thọt vô vậy, mà cái ghim nó cái tay của anh em cầm đầy phải không, là nó cái ghim nó nằm đầy đó. Nên nhưng mà vẫn cục, tại vì ức cu sao cái lượng dài thọn được, cái lượng dài không là anh em phân biệt cầm vô con gà, tại vì ức cu lúc nãy tướng con gà nó cũng hơi ngắn chút, anh em cầm vô thì cái lượng nó dài gần đụng cái đít giờ gần đụng cái ghim rồi nó hở vậy nè đó. Thì con gà nó kêu lượng dẫn là kêu như là cái lượng nó vậy là đủ rồi, đâu có cần đâu có cột. Còn gà lượng cục là anh em cầm vô gì nè, cái nó cái lượng con khúc mà đó mới kêu là lượng cục. Con gà lườn tàu nó cũng vẫn vậy thôi, phân biệt cũng vậy thôi. Hay lừa tay tay găng rồi đó, tay găng là con gà cầm vô nó cũng nói chung là nó có cái lườn ở dưới, nó hơi có cái lườn. Rồi anh em cầm bóp cái lưng vậy này mới biết con gà tay găng là lườn nó bình thường, còn đúng lườn tàu là nó hay cong như này anh em, đúng lườn tàu là con gà nó hay cái lườn nó hay cong như nó dài. Thì con gà đó mà nuôi cái lưng nó nở ra đầy đủ nữa thì cái độ bền nó rất là ok ha, nó rất là chuẩn nha. Anh em phân biệt cho mình cái ức cu lượng cục, ức cu lượng dài đó, con gà tai xương với tai găng lượng tàu,
mình nuôi hoài nó cũng vậy hà, nhưng khác biệt là cái đó đó, anh em cầm cái tay con gà thấy nó lên ký rồi, căng lên ký. Anh em căng lên ký rồi. Dạch cái nách nó gà dòm, hai cái nách cái da cánh nó căng ra rồi là biết con gà nó tốt rồi. Cái hông nó bự, gà là chuẩn ok. Đó, chỉ phân biệt vậy thôi. Rồi anh em nói con gà nuôi cách nào mà cho con gà nó ốm, cách nào nuôi ốm cho nó mập, thì đơn giản cho nó ăn khác với nhau, không có con gà nào ăn giống con gà nào. Anh em cho gà ăn đi, không có con gà nào giống gà nào hết. Cho gà ăn là khó lắm nha, chứ không phải nó dễ đâu nè. Cái này đúng nuôi gà ai nó cực, ai nó sướng nè. Cực như gì, cực tảo nẩu luôn. Tại vì phải chăm sóc từng con gà, anh em phải biết nuôi gà thường phải vô tay. Mình nuôi gà tốt phải không á, anh em thường phải vô tay con gà. Đừng bỏ không, đừng bỏ không. Anh em cho nó ăn ngự nhiêu đó, nhiêu đó, nhiêu đó. Nó tự cho ăn lặn cống, cống, cống vậy. Chứ cuộc cho ăn giết đâu có vô tay đâu. Thấy con gà nó ăn quá trời, cái cho ăn thêm, cho ăn thêm. Cuối cùng con gà vô tay cái lượng nó mập, đít nó mập mỡ luôn. Nó quá mập rồi. Còn con gà kia thì nó ốm nhách đó, nó không ăn cái bổ khí. Rồi hỏi con nó không ăn con gà nào không có ăn ít mà mập đâu. Mỗi một con gà là phải có liều lượng nó ăn khác nhau hết. Rồi con gà nó như đủ tay rồi, tay nó tròn, tay tốt, cho ăn ít. Nếu con gà nó đầu ăn, nếu con gà nó ham ăn, thì mình chia nhỏ cử ra. Mỗi cử ăn ít thôi. Ăn ít từng ít từng ít từng ít, như chút chút gì đó mà cho ăn nhiều cỡ trong ngày ha, chứ đừng có cho ăn nhiều. Nhiều con gà nó gặp anh em nó xong vô cái bậu nó trồn nó tâm đồng 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 đồ ăn á, thì mình đừng có cho nó ăn nhiều. Trộn gà ủ gà ăn nhiều quá trời luôn, cái bậu gà bị lớn rồi trời bá rồi qua. Wow, mai mốt con gà cho không tiêu chút queo xong đó, kiểm soát không được nữa. Rồi con gà ăn nhiều mà nó vẫn ốm là nó bị lấy kim. Lãi kim nó khác nha. Lãi kim bữa nay mình nói anh em, lãi kim là anh em sổ lãi nó không có ra. Sổ lãi nó chưa ra là giải lãi dẹp thôi. Nên là lãi ra anh em thường như giọng như thun dài dài vậy nè, trắng đó dẹp dẹp đó nó đó. Nó chỉ ra lãi đó thôi, như có lậu mà lãi nhỏ 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 dài dài á. Còn lãi kim nó nhỏ xíu à. Nó dài xíu à. Lãi kim sổ lãi nó không ra nha. Bởi anh em nói sao gà ăn dữ lắm mà còn nó ốm nhôm mà xuống ký mà sổ lãi rầu luôn, sổ lãi tùm lum trên mà thấy nó không có ra con nào. Anh em cho thường cho ăn lá mơ cho mình, nó gà ốm mình trị thẻ rồi, lá mơ lông đó anh em cho nó ăn, mơ nào cũng được miễn lá mơ là được. Cứ cho nó ăn tại công dụng nó cũng vậy thôi chứ không có khác gì. Cho nó ăn sáng 2 lá, chiều 2 lá trước khi ăn, nhét vô nó ăn rồi chưa ăn cũng bình thường cũng sao hết. Cứ nhét vô vậy đó cho nó ăn, nó nhét vô anh em cho nó ăn cái nó ăn con gà mà nó ăn rồi là nó lên ký rất là lẹ. Thì cái hiện tượng của những con gà mà anh em mình nói anh em á, lãi kim thì sổ lãi không bao giờ ra, chỗ uống hút gì luôn đó, cho anh em sổ kiểu gì luôn đó. Nuôi hoài nhiều cái anh em thấy nó không ra mà nuôi con gà nó ốm, cái mua hút sổ lãi uống nữa, mua hút sổ lãi này cho nó uống nữa, uống nhiều quá cái tụt ruột con gà chết luôn. Rồi như khi sổ lãi bằng cao nó cũng chết gà luôn. Mình em sổ lãi á, nó tai hại lắm. Biết thì không sao, còn không biết rất là tai hại, nó đi ngược lại hết. Bữa nay uống gì thuốc này, hay gà sao nó cũng ốm hoài, vài bữa cái uống gì sổ lãi khác. Cái này không phải gì ta nghe ta chỉ. Ê, sao gà nuôi sổ lãi rồi, sao nó cũng ốm. Mà sổ lãi hút gì? Rồi sổ lãi hút của gà đó, tào lao. Mày ra mà hút người ta cho nó uống, rồi chạy ra hút người ta, đẩy nguyên viên vô, con gà có mấy ký lô quẩy nguyên viên hút người ta vô, tụt ruột luôn, nuôi con gà mặt tái mét trắng nhách, rồi cũng ốm nhách luôn. Anh em thấy không, nó tác hại dữ lắm. Bởi nuôi gà anh ai nói dễ rồi, có dễ lắm. Đó thì mình nói với anh em vậy, chỉ có cái là anh em mua hút mà hút chích á, anh ra tiệm hút y anh em nói con gà bị lãi gì đó mà mua hút chích, chích lãi, chích sổ lãi á, cái đó nó hay lắm. Chích vô là nó ra trên không có con được, còn lãi nó còn trống trên. Nó nhiều cách sổ lãi lắm nha anh em. Thì cái chích đó, nếu mình uống sổ lãi cho con gà rồi, con gà nó vẫn vậy hoài á,
mà nên mình dòm phân của nó bóc bộ thấy nó không có ra con nào hết, thì là anh em biết dấu hiệu con gà này nó bị lấy kim nha. Còn con gà mà bị cựa bị tan nó ốm sao lại không được, tại vì anh em chích thuốc tan á nó rút con gà, nhiều khi nó bị trúng cựa này nọ đó, bị nội thương nội trong mài rồi đó, gan đó, nó cũng suy con gà luôn. Nó nhiều cái lý do lắm chứ không phải là mình nói sổ lãi. Nó giờ mình nói là anh em để ý những con gà anh em mới bắt vô hay ốm anh em làm, chứ không có phải là anh em bắt cái con gà mà mình chơi cựa rồi mà sử dụng qua cựa này nọ đó, thấy gà nó ốm này đó mình sổ lãi, nó không được, không tốt. Tại những con gà đó đang bị suy là nó bị suy tan, suy thuốc thuốc mà anh em chích nó thuốc tan đó, nó rút con gà đi là con gà anh em yếu, nó ít ăn rồi, anh em đẩy sổ lãi vô nó tụt ruột con gà anh em xuống luôn, đâu có lên, nuôi giết mặt cháy mét luôn, trắng nhắt cũng đờ cũng đờ luôn đó, thì đó tác hại nó vậy đó. Bây giờ mình nói cái gì anh em nãy giờ nói là thực tế rồi. Chứ anh em đừng có chú tâm vô cái bác sĩ thú y, cái bác sĩ thú y á mình không có chê người ta ngu, nhưng mà người ta chỉ học lý thuyết thôi, người ta chưa có thực hành con gà, người ta học ra lấy cái bằng cấp đó là người ta bán thuốc bán đồ, nhưng mà người ta có chính thức người ta nuôi gà chưa mình chưa biết, anh hiểu không? Cái lý thuyết nhiều quá nó không tốt bằng cái thực tế. Thì đó, cái những cái thuốc mà mình chích cho con gà anh em, thuốc bị bệnh rồi đó, là mình theo kinh nghiệm của mình chia sẻ anh em á, mình chích từng mắt. Chứ anh em vô xuống quay anh em hỏi rồi gà mấy ký đưa thuốc vậy, chích hết cho đó vậy thôi, chứ tao không biết đâu có phân gà cho anh em đó. Thì anh em nó sao chích vô gà cũng vậy hoài, đó lý do con gà đó. Mình phải biết phân lượng thuốc ra, kinh nghiệm, cái đường kinh nghiệm nó hay lắm, tại vì nuôi gà học hoài không biết hết, cũng như mình cũng dặn học hoài vậy đó, nhưng mà học lén, anh em hiểu không? Mình học lén là học lén sao, tự học á, tự nó mài mò ra, chứ học lén là như thấy cái đó nó hay, cái kinh nghiệm của ông đó ông làm hay, mình về mình khảo sát mình thực tế mình làm lại, ông chỉ gì đó đạt đó, thì mình nuôi thì từ từ mình có kinh nghiệm vậy đó, mình mới lên đây chia sẻ cho anh em đó. Chứ cũng có biết mẹ gì đâu. Bởi vì mình chia sẻ anh em những cái gì là cái thực tế không mà, nó không có gì mà nó trên cái cơ bản là lý thuyết nhiều, không có thực tế. Tại vì mình sử dụng thuốc này thuốc kia và cái cách người này làm cách người kia làm, mình mới làm lại, mình coi mình thấy mình nuôi vậy thấy gà tốt, bởi vì ngày dạy ngày từ từ, anh hiểu không? Nuôi gà là vậy đó, ngày dạy ngày từ từ mới có kinh nghiệm. Lúc đó nuôi chết nhiều, từ kinh nghiệm nuôi chết ít, chứ không phải là nuôi gà không chết, không, nuôi gà mà không có hao hụt á là chỉ có nói dốc thôi, chỉ nói dốc thôi, phải hao hụt nhưng mà hao ít chứ hao nhiều đó, vậy thôi, chứ không phải là hành thánh người nuôi gà đạt hết 100% có, nó hao hụt ít hay nhiều, anh hiểu không? Tới giờ mình hút cỡ được hút nha, cái luồng gió đi ngang cái nó cũng đè tới trên này. Tùy theo là mình nuôi thuốc, mình ngừa thuốc những thuốc gì đó, mình ngừa con gà từ nhỏ tới lớn, mình tập cái cho nó tính tình, nó ăn uống chỗ nào đó mình pha thuốc cho nó, rồi nó tập tính nó quen, mình thấy cái chài chở chài cái mình chế thuốc vô, mình pha thuốc cho nó uống, nên ngừa thuốc. Còn anh em nuôi số lượng mà này nọ cái anh em không có ngừa tập cho nó ăn này nọ, cái tới giờ mà chở chài rồi mưa gió gì đó, cái khu bên kia người ta gà ta bệnh dịch chết nhiều, bên đây cái mình không biết cách nào mình cho nó ăn uống vô gom một chỗ đó, nó cũng khó lòng. Nó muốn bởi vì nuôi gà ai nó dễ ra, nó khó ha, nó khó gì lắm mà nó cực nữa. Nuôi gà mà thấy chừng nguyên bầy gà như mấy chục con, mà chừng ba bốn con nó cũng đủ thôi, là trời ơi tới rồi, tới công chuyện rồi, tới công chuyện, nó rào liền mình nó thiệt. Tôi từ từ mới có kinh nghiệm, chứ không có ai mà thực tế nuôi, tại vì nhiều khi cái anh em có hên xui, anh em có cái hút đó, anh em chích con gà vậy uống vậy, cái anh em cái người này người kia chỉ, cái mình hút đó mình cho nó uống, mình làm vậy từ thấy hút này uống vô con gà nó đạt, mình nuôi luôn đó, nuôi luôn cái đầu cái ta hỏi cái gì khác hỏi lại cái dấu không chỉ, nó nhiều cái nó ngặt vậy đó, biết rồi không có chỉ, mày nuôi gà dở lum lá trên cái đâu có chỉ người ta đâu đó, nó ngặt lắm. Bởi mình nói với anh em, một khi mà biết rồi á thì nó rộng rãi thì nó không sao,
còn ta biết rồi, ta như con gì báo giặt, ta giấu đùm la cho đu gà vậy đó. Khi nào anh em mà lại hỏi mấy ông già già này nọ, người này người kia, 10 người không có được bao nhiêu người chỉ anh em, nữa thể kiếm đầu ngón tay á, ít lắm. Rồi mình cũng chào anh em nha. Đến tới nơi gì anh em tham khảo chơi.